Con thứ năm ra luôn. Đây. Đó, đang ra đó. Con thứ năm thì rất là to. Con rất là to. Đây, để kéo họ nó đi. Đỡ công rạng. Rồi. Đó. Đấy, to như này cơ mà. Đây tự nhiên lại đẻ ra cái con này nó lại bé quá. Đây. Là con lót ổ thì nó bé quá, bé hơn hẳn luôn. Con Bắc Hà trắng. Bắc Hà xù. Hôm nay đẻ đang đẻ dở. Đây, vẫn còn đang còn cơn rạng. Hiện tại đang được 3 con. Sao lại con này lại chui sâu thế này? Đi ra đây. Đi ra đây nào. Mẹ vừa xoay người để đẻ đây. 3 con trắng tinh. Một con thì có một tí đây này, có cái chấm lông vàng, một tí lâm chấm vàng. Một tí chấm vàng ở trên lưng này, tí tẹo teo này. Cẩn thận để ra bạch cẩu hoàng đầu thân búi nguyệt đi. À. Một tí chấm vàng. Cái này thì có thể lớn lên một tí là nó bay đi, chưa biết được. Đó. Mẹ đang có cơn rạng. Đây, cho bố đây. Đây là con Bắc Hà mà mới mua được. Màu trắng. 6 7 tháng tuổi gì đó. Thay răng xong rồi. Đó. Về để cho nó sẽ có một cái dòng máu khác của con chó Bắc Hà mà cái thần kinh tính cách của nó là mình thấy là rất là ok. Cái này thì được cái đuôi là phát triển sớm. Phát triển sớm là cái đuôi. Nó mới về chưa có tắm rửa gì cả. À, ok. Cho bố đây. Đang chờ trực ở bên ngoài. Đẻ đi, anh hộ cho. Mà cũng chả cần hộ, nó tự xử được. Ô chuồng để đẻ thì hiện tại bây giờ là đang tận dụng cái chuồng cũ, đơn giản vậy thôi. Đàn này là đàn có một cái video lấy giống em cún thứ tư ra đời. Đây, mẹ nó tự gặm, tự để cho chó mẹ tự xử. Chó mẹ đang liếm cho con cún con này nghe chừng. Thôi được rồi, sạch rồi. Cún con này nghe chừng yếu. Liếm mai vẫn chưa thấy nhịp thở. Đánh hộ cho xem nào. Thôi. Như vậy là em thứ tư là yếu, là không bị lót ổ, không sống được. Nó bé hơn này, thai nó bé hơn con kia. Con thứ năm ra luôn. Đây. Đó, đang ra đó. Con thứ năm thì rất là to. Con nào bị đè rồi? Đây. Đây. Sao lại chui vào đấy? Trong lúc nó đẻ này là những cái con mà phi ra đằng sau là bị đè. Con rất là to. Đây, để kéo họ nó đi. Đỡ công rạng. Rồi. Đó. Đấy, to như này cơ mà. Đây tự nhiên lại đẻ ra cái con này nó lại bé quá. Đây. Là con lót ổ thì nó bé quá. Bé hơn hẳn luôn. Đấy là cái thai nó phát triển kém. Như vậy là con thứ năm, con thứ tư là con cái lót ổ. Con thứ năm, con thứ tư nhỏ quá. Đó. Như vậy là con thứ tư này là lót ổ này. Nó bé hơn hẳn.
nó bé hơn hẳn ba con còn lại. Mẹ thì con nào cũng chăm. Con lót ổ này nó vẫn cứ liếm bình thường, cố gắng kích thích đấy. Nhưng mà con này là cái thai của nó kém, thai nó yếu hơn. Đây, lại gần đây, cho gần đây để cho liếm đi, cho nó nằm chung. Con này là con mới ra này, nhìn nó to như này mà. Ôi giời, liếm cho con này đi, vẫn còn đang hơi chảy máu này. Mới ra nó lao vào ti ngay. Rồi liếm cho nó sạch hết đi. Này là thai nó khỏe, cái cuống rốn của nó to, chảy nhiều máu. Hai khỏe cũng rốn to. Bụng này của bông thì chắc còn một con nữa. Còn một con, tối đa là hai con. Vậy là đây là 5 con rồi. Thì mất một còn 4. Cũng cầm máu tương đối rồi. Vừa nó chảy nhiều máu lắm. Thằng thứ tư này là một con cái. Thằng thứ năm. Thứ năm thì chính là thằng thứ tư. Lót ổ này, con lót ổ này để cho nó nằm cạnh con mẹ nó tí. Dọn dẹp sạch sẽ quá. Đó, mẹ chăm con khéo luôn. Đó. Bốn đứa đã yên chỗ để tí rục cả. Ok, ông nằm đấy. Tí nữa anh lại vào. Anh phải ra anh hộ mấy con kia tí đã. Rồi, như vậy là như dự đoán là đứa thứ 5 đã ra. Đứa thứ 5 tức là đứa thứ 6 lót ổ với một đứa. Đây, chó nó đều nhau rồi. Đực cái nha. Con này đực này. Này cái này. Đây, đực này. Cái này. Cái này. Hai đực ba cái. Chó mẹ chăm rất khéo. Còn con nào không? Có khi còn con nữa chứ. Chó con to. Con cổ tay luôn. Như vậy là đàn Bắc Hà chốt quân số là 5 con. 2 đực 3 cái. Đẻ 6 lót ổ 1 còn 5. Hôm nay là sang ngày tiếp theo. Không thấy đẻ thêm tức là hết rồi. Ok. Cho bông làm lấy 100 con đi.